Xin chào tất cả quý khách đã quay trở lại với kênh YouTube Đồ gỗ Hiền Lành. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ gỗ Hiền Lành để không bỏ lỡ một cái video nào. Vào vâng hôm nay ngày 9 tháng 1 năm 2021, cơ sở đồ gỗ Đồ Tài Hiền Lành giới thiệu tới quý vị và các bạn chi tiết ba chiếc sập thờ gia tiên và ba chiếc sập thờ được làm từ chất liệu gỗ gụ. Chúng tôi vừa mới dựng xong để chúng tôi bán hàng Tết năm 2021 ba chiếc sập thờ có đồng kích thước nó là dài 2 m 17 và chiều sâu thì nó có khác nhau và chiều cao hai chiếc trên hình các bạn đang xem là chúng tôi làm cao 1 mét 17 và một chiếc đối diện ngược lại chúng tôi làm cao 1 mét 27 đều là chân 24 chân 24 tức là chân to 24 cm Phía dưới chúng tôi chạm đó là các cành hoa mai và quả đào. Và tên gọi của mẫu sập thờ này đó là sập thờ mai điểu. Chúng tôi cũng đã giải thích luôn vì sao lại gọi là sập thờ mai điểu. Để cho quý khách dễ hình dung và tham khảo hơn. Sập thờ mai điểu tức là cái phần dạ chúng tôi đục các cành cây hoa mai. Gắn liền với đó là các cái chú chim điểu. Trên mình các bạn đang xem đó là hai bên chữ Phúc chúng tôi chạm bốn chú chim điểu đang ngoái đầu nhìn lại nhau. Trông rất là giống các cái chú chim thật và phía giữa thì chúng tôi chạm rơi rơi ngậm chữ Phúc. Bên cạnh các cái mẫu chữ Phúc thì còn có các cái chữ thọ. Tùy theo sở thích của khách hàng mà chúng tôi tung ra thị trường các cái mẫu mã sản phẩm. Đây là mẫu mã hàng phổ thông kích thước dài 2m17, rộng 1m07 và cao 1m17, chân là 24cm. Toàn bộ hàng còn đang để mộc, quý khách có thể qua trực tiếp cơ sở để xem tại làng nghề La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Thường chúng tôi làm kích thước chân 24 là đi với chiều dài 2m17. Nó vào cung số đẹp, số đỏ của phong thủy tôi sẽ quay rất chi tiết cho quý vị và các bạn xem các cái chú chim điểu được những người nghệ nhân đục y như là các cái chú chim thật vậy còn so với hàng thị trường trôi nổi thì các cái chú chim này nó không được sắc nét hàng nó kém chất lượng toàn bộ phần dạ là dày 6 phân liền khối chưa kể phần chắp ghép nếu cả chắp ghép lên nó rơi vào 21 phân và bên trên tầng cổ chúng tôi chạm mà long hóa mai và có cuốn thư. Và chiếc sập thờ còn lại là chiếc số 3. Chúng tôi làm dài 2m17, cao 1m27. Và sâu cũng là 1m07. Chân là chân 24. Có đồng kích thước chiều dài và chiều cao thì khác nhau. Chúng tôi làm hàng đặt cho khách hàng ở trên mọi miền của Tổ quốc. Quý khách hãy liên hệ trực tiếp theo hai số hotline 0986 88349 hoặc 0985. 226684 Cơ sở gỗ Ân sẽ tư vấn và báo giá cụ thể các cái sản phẩm Điều lưu ý đặc biệt đó là cơ sở không báo giá trực tiếp trên Youtube Vì nhiều yếu tố đó là Giá gỗ lên Cũng như là những người thợ của chúng tôi Với những bàn tay nghệ nhân Đục thì giá thành nó có cao hơn Và để đảm bảo chất lượng tốt hơn Thì chúng tôi sẽ làm khuôn tranh 5 phân Và ván dày 2 phân Chân toàn bộ là không có tim giác ruột đó là điều lưu ý để quý khách có thể tham khảo. Tôi sẽ quay rất chi tiết cả dạng trước cả dạng sau. Toàn bộ được làm 100% từ chất liệu gỗ vụ nhập khẩu từ nước Lào. Bên cạnh các cái bộ sập thờ, chúng tôi còn rất nhiều cuốn thư câu đối, cuốn thư Phượng Hoàng, cuốn thư Long Hóa. Trên hình các bạn đang xem đây là bức cuốn thư Phượng Hoàng chạm ba chữ Đức Lưu Quang. Và chúng ta cùng nhìn lại một lần nữa các cái chiếc sập thờ gia tiên chúng tôi vừa mới dựng mộc xong. Hôm nay tôi có quay lại chi tiết gửi tới gia đình khách hàng cũng như tới tất cả quý khách đang xem. Được các cái sản phẩm chi tiết nhất. Đây là kích thước sập thờ với không gian phòng thờ rộng dài 2m2, sâu 1m07 và cao 1m27 quý khách không lấy bàn cơm phía dưới, quý khách chỉ lấy nguyên bộ sập to. Chúng tôi còn rất nhiều các cái bộ sập thờ gia tiên như án gian, hay là nhang án Usa. Quý khách có thể truy cập vào trang chủ YouTube để xem thêm. Quý khách có thắc mắc gì về các cái sản phẩm đồ gỗ, đồ thờ cúng, quý khách có thể bình luận ở phía dưới video. Chúng tôi sẽ giải đáp các thắc mắc. Toàn bộ ván mặt này là chúng tôi làm dày hai phân và bao bọc khuôn tranh bên ngoài chúng tôi làm dày 5 phân chúng tôi luôn làm đáp ứng tới thị trường các cái sản phẩm chất lượng nhất để cho quý khách được yên tâm cũng như các cái quy trình hoàn thiện thép vàng hay là quy trình sơn pu chúng tôi đều chia sẻ trên kênh youtube đồ gỗ hiền Lanh và được phát trực tiếp trong video này chúng tôi giới thiệu cùng một lúc đó là ba chiếc sập thờ gia tiên hay còn gọi là sập thờ mai điểu tức là chạm cây hoa mai và các cái chú chim điểu Đổ gỗ hiền Lanh cảm ơn tất cả quý khách đã quan tâm theo dõi các cái video uh, clip của chúng tôi Quý khách nhớ đăng ký kênh để tiện theo dõi và mở nút chuông thông báo để nhận được thông báo mới nhất từ kênh Đồ Gỗ Hiền Lanh. Và hẹn gặp lại quý khách trong các video tiếp theo. Xin cảm ơn.